Chiều nay ngày 26 tháng 6 tại chợ Bà Chiểu, Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh đang lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho toàn bộ tiểu thương của chợ. Lực lượng chức năng tạm không cho người dân ra vào khu vực chợ. Một tiểu thương bán quần áo trước cổng chính chợ Bà Chiểu cho biết mới đầu chị thấy lo lắng vì gần đây nhiều chợ xuất hiện ca nhiễm. Nhưng khi nghe chị lấy mẫu tầm soát để an toàn thì cũng an tâm hơn, hy vọng chợ vẫn được tiếp tục hoạt động. Đa số tiểu thương đều chấp hành tốt việc điều động lấy mẫu của lực lượng chức năng, đảm bảo giãn cách, việc lấy mẫu diễn ra nhanh chóng, đến chiều tối cơ bản hoàn thành. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều ngày 26 tháng 6, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1, quận Bình Thạnh cho biết việc lấy mẫu do có một trường hợp là F1 sống gần khu chợ Bà Chiểu, trường hợp này đã đi cách ly từ lâu, vừa thành F0.